Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục hộp thư bạn xem truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương mục được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Mở đầu chương trình là mục theo dấu thư bạn xem truyền hình. Chúng tôi có phóng sự xác minh đơn thư của ông Bùi Văn Phong, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Cuối chương trình là mục thông báo nhận đơn thư công dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của ông Bùi Văn Phong, trú quán tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Nội dung đơn thư của ông Phong đề nghị khôi phục chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông. Phóng viên chuyên mục hộp thư bạn xem truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc tiếp xúc với công dân để làm rõ về nội dung điều trên. Trao đổi với phóng viên, ông Phong cho biết ông đã tham gia chiến đấu tại chiến trường B và đang hưởng chế độ thương binh hạng 1/4. Khi phục viên xuất ngũ về địa phương, ông lấy vợ và sinh được hai người con. Người con lớn sinh năm 1977 và người thứ hai sinh năm 1983. Ông Phong cho biết, từ tháng 2 năm 1968 đến tháng 7 năm 1974, ông tham gia chiến đấu tại tỉnh Tây Ninh. Thời điểm đó, máy bay Mỹ thường xuyên giải chất độc hóa học dioxin. Do bị ảnh hưởng của chất độc hóa học, nên con của ông sinh ra được 4 tuổi thì ốm chết vào năm 1981, và người con thứ hai chết sau khi sinh được 20 ngày tuổi, và vợ ông tiếp tục bị thai chết lưu lúc 5 tháng vào năm 1985. Khi biết nhà nước có chế độ cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học, năm 2007, ông có làm hồ sơ và đến ngày 14 tháng 10 năm 2010, ông Phong nhận được quyết định số 30 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Quyết định hưởng trợ cấp được thực hiện từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 và đến tháng 1 năm 2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có quyết định về việc đình chỉ và thu hồi chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Phong. Thời điểm đình chỉ chế độ ưu đãi kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020. Thu hồi toàn bộ số tiền trợ cấp và các chế độ ưu đãi khác đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã cấp cho ông Bùi Văn Phong từ ngày 1 tháng 9 năm 2010 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Tổng số tiền trợ cấp thu hồi là 198.830.000 đồng. Lý do thu hồi, theo kết luận thanh tra số 558 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hồ sơ của ông Bùi Văn Phong không có giấy tờ của cơ quan y tế chứng minh người con đã chết là Bùi Văn Vũ bị dị dạng, dị tật bẩm sinh. Tôi mà không có đăng cam, nói thẳng ở xã không phải có. Đòi hỏi bổ sung chứ giờ đi viện, cái gì không bao giờ có từ năm 81. Hồi đó là chưa có, không có bệnh án cho ai, không đưa cho ai cả. Bây giờ sinh ra những người làm bệnh án đi viện, làm ra cam thì mới sao bệnh án, chứ còn bây chưa không có. Khi trao đổi với phóng viên, ông Phong cho biết, năm 2007, khi ông làm hồ sơ để hưởng chế độ, thì hồ sơ không yêu cầu phải có bệnh án của các con ông. Khi đó, hồ sơ yêu cầu bản khai cá nhân, giấy xác nhận quân nhân tham gia kháng chiến, phiếu khám bệnh của cơ sở y tế và biên bản hội nghị quân dân chính thôn Nễ Châu, xác nhận việc ông Phong đã tham gia chiến đấu tại chiến trường B, thương binh 1/4, có hoàn cảnh là sinh người con thứ nhất được 4 tuổi thì chết vào năm 1981 và năm 1983 sinh người con thứ hai được 20 ngày tuổi cũng bị chết và vợ ông mang thai lần thứ ba đến tháng 5 thì bị thai lưu. Phát tờ khai rồi rằng thằng cháu không có, chỉ có một tờ bản khai này, hai là hôn nhà phóng này, thứ ba là được chính quyền địa phương dân này, thứ vùng miền này, tôi ở Tây Ninh thì vùng nào này, vùng và miền Nam và vùng nào đủ điều kiện làm thế thôi. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề công dân phản ánh, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có phiếu chuyển đơn đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh và nhận được ý kiến trả lời như sau. Theo kết luận thanh tra số 558 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng tại tỉnh Hưng Yên, hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Bùi Văn Phong được xác lập trên cơ sở kê khai hồ sơ sinh con bị dị dạng dị tật. Tuy nhiên,
Người con đó chết trước khi xác lập hồ sơ nhưng không có giấy tờ của cơ quan y tế chứng minh người con đó bị dị dạng dị tật bẩm sinh hoặc chết do dị dạng dị tật bẩm sinh, chỉ có bản xác nhận viết tay của những người làm chứng. Thực hiện kết luận thanh tra nêu trên và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thông báo số 35 ngày 19 tháng 2 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đối thoại, giải thích, hướng dẫn ông Bùi Văn Phong bổ sung hồ sơ để hoàn thiện theo kiến nghị của thanh tra bộ nhưng không bổ sung được. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 114 ngày 14 tháng 1 năm 2021 về việc đình chỉ và thu hồi trợ cấp ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đối với ông Bùi Văn Phong. Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra số 558 ngày 20 tháng 11 năm 2019, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhiều lần tiếp và trả lời trực tiếp ông Bùi Văn Phong, đồng thời đề xuất các phương án vận dụng giải quyết chế độ đối với ông Bùi Văn Phong. Tuy nhiên, thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra số 558 ngày 20 tháng 11 năm 2019. Nếu ông Phong không đồng ý thì có thể trực tiếp liên hệ với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để được giải đáp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Đơn thư công dân Đinh Quang Xê, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Đơn thư công dân An Đình Nhàn, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Vũ Đình Hường, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào. Đơn thư công dân Đào Đồng Thanh và một số công dân tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Xuân Phiến, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ. Đơn thư công dân Lê Thị Thu, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Đơn thư công dân Đào Văn Dĩnh, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Đơn thư công ty trách nhiệm hữu hạn Vũ Hồng Phát, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đơn thư công dân Trần Xuân Biển, xã Vũ Xá, huyện Kim Động. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị và các bạn được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.